phần tiếp theo phần 3 nha các bạn. Xin chào cả ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn. Ông xã mình, nhân gái mình là vẫn mình tiếp tục đi tới địa điểm kế tiếp nha các bạn. Rồi các bạn đi theo dõi coi thử ông xã mình, nhân gái mình vẫn đi đâu nha. Đây là một cái cầu này, ông xã mình nói là trên 1.000 năm nha các bạn. Cái cầu này nè, ở bên đây là dãy nhà xưa không đó. Cái cầu này là cái cầu trên một, ông xã mình nói là trên 1.000 năm đó các bạn. Một bên đó thì nhà, một bên đây là nhà xưa không nha các bạn. Còn một bên đây đó là suối hả lè ha. Một bên đó là đây đó là sông, nước, cây cảnh. Mình đang đi trên cái cầu này nha các bạn. Mình đang đi trên cầu á, còn đây là quang cảnh xung quanh của cái cầu á các bạn. Đây, cái cầu này nó cũng gần mặt tiền đường xe cộ qua lại, thành ra xin lỗi các bạn, có nhiều khi xe cộ chạy qua nó hơi ồn chút xíu, các bạn thông cảm nha. Gia đình mình vẫn còn đi trên cái cầu á các bạn. Còn cái đây là quang cảnh xung quanh đó. Bây giờ là gia đình mình đi qua, bắt đầu chuẩn bị đi qua cái cầu chấm mà ông xã mình nói ha. Rồi để ông xã mình coi cái này coi nó nói sơ gì. Đà. Cách hồi 1.040 năm. 1.040. 1.040 năm nha. Cái... Thấy không? Ở đây thấy không? Rồi, thấy mà. 1.040. Ừ, thấy rõ ha. Đây, ha. Đó, là cái này quá bản giống như người nè. Người ta giải thích cho mình cái cầu đó các bạn. Ồ, quay đẹp view. Quá ha. Đó, cầu đây đó. Đó là cái cầu ông xã mình đang chỉ nha các bạn. 1.040 năm đó các bạn. Cũng xây bằng đá đỏ luôn. Ở đây là thời xưa vậy đó, thành ra nhà ở hay là cầu là đá đỏ không đó bà ha. Nguyên thủy của nó đó các bạn. Không có sơn, không có gì hết á. Nè, cái gốc của nó vậy nè. Cầu đầu tiên nó cái tỉnh này đó. Cầu, cái ông xã mình nói là cái cầu đầu tiên của cái tỉnh này mà xây á ba ha. Đây, gạch đỏ luôn. Nhìn bên kia các bạn biết ở phía dưới, ở dưới sát cái chân cầu hả ba ha. Nó có những cái nhà nha các bạn. Nhỏ nhỏ, cái cửa nhỏ nhỏ này nhiều lắm. Bây giờ người ta không có ở nên người ta để trống vậy đó. Rồi cái người ta xây mấy cái tầng nhà lên trên. Ở phía dưới đó, chân cầu á. Kia xung quanh đó, xe đang chạy qua cái cầu đó các bạn. Cái cầu xin phép mọi người, hai vợ chồng với con gái mình bắt đầu chuẩn bị đi về ha. Đây là một cái con đường khác nữa, trong cái đoạn đường mà gia đình đi về đó, là đi một cái con đường cũng nhà cổ xưa luôn nha các bạn. Đây. Tại vì một lát đến giờ mà đá banh cúp thế giới đó, Pháp đấu á, thành ra hai gia đình mình đi bộ sáng giờ để giới thiệu những quang cảnh đẹp hay mới lạ cho các bạn xem. Bây giờ đến giờ gần cúp đá banh của Pháp, ông xã mình gia đình mình về để cho ông xã mình ổng coi trận đá banh để ủng hộ nước Pháp. Rồi chiều nay nếu mà có thời gian, gia đình mình tiếp tục quay những cái cảnh mới lạ hay cho các bạn xem vui cùng gia đình mình ha. Ông xã với con gái mình, cái này lên dốc dữ lắm nha các bạn. Mà hai người đi tỉnh bơ à, còn mình vừa đi vừa thở. À, gái mình chỉ cái nhà xưa của cửa nhỏ. Cửa ngày xưa các bạn, cửa vô nhỏ xíu vậy đó.
gia đình mình đi về về trở lại cái chợ hồi nãy nha các bạn. Con gái mình chỉ cái căn nhà mà hồi trước á coi á, nhưng mà không có hợp ý, thằng không có mướn, nhỏ quá. Thì, nhỏ quá hả Lê ha, không có chỗ trở để à, cái phòng ngủ nhỏ quá ha con ha, phòng ngủ nhỏ xíu à, để phòng ăn này nhiều ngã mà lúc đó giá nhiều cũng mắc con ha. Ở đây cái thành phố này mướn nhà, mình mướn nhà mắc lắm nha các bạn. Bữa nay mấy đứa mà sinh viên học sinh á, mình thấy hoàn cảnh con mình á, mình thương ghê nhá. Còn mình cũng thông cảm thương luôn mấy cái lứa tuổi mà học sinh sinh viên á, phải ra xa cha nhà, xa cha mẹ, rồi phải mướn nhà, vừa học vừa làm, rất là cực nha các bạn. Ngày chủ nhật thành ra nhiều tiệm đóng lắm các bạn, chỉ có một hai tiệm họ mở thôi, nhưng mà ngày thường thì đông đúc hơn. Mình đứng ở đây nè, mình nhìn từ đằng xa đó, cái chỗ con đường này nè, là đằng trước mà xa đó là cái đỉnh của nhà thờ các bạn. Bên kia thì ông xã mình với con gái mình sắp hàng. Tiệm bánh đó, các bạn biết làm sao không? Nó đắt dễ sợ lắm. Bất cứ giờ giấc nào cũng vậy nha, nhất là ngày mà thứ bảy chủ nhật á, giờ này còn đỡ ha, là bắt đầu hả đến chiều tối á là người ta sắp hàng rất là đông. Rồi ông xã mình nói không biết nó ngon cỡ nào, thành ra coi như hôm nay gia đình mình mua ăn thử ha, rồi có gì đó về nhà của mình ăn xong cái mình cho các bạn biết là ngon cỡ nào nha. Chồng hai chồng mình với vợ con gái đang đứng cái tiệm bánh hồi nãy mình kể cho các bạn nghe nè. Tiệm bán bánh rất là đắt nha các bạn nha, một cái bánh là 4 euro rưỡi một cái đó. Bất cứ giờ giấc nào nha các bạn, tiệm này mà mở cửa đó là người ta đứng sắp hàng rất là đông. Mùa hè có nhiều khi sắp hàng 2-3 hàng luôn nha các bạn, rất là dài nha. Cái bán buổi chiều đó, mình chỉ chiếu sơ dưới chân cho các bạn thấy là cái người sắp hàng nha. Hai vợ chồng mình cũng đang chờ nha. Tiệm rất là ngon, mình nghe mùi thôi cái mình cũng chưa ăn, thành ra hai chồng mình nói với mua thử ăn sao mà sao bất cứ mỗi lần mà đi ngang qua là đông nghẹt, giờ nào cũng vậy hết, khi nào mà cái tiệm này mở cửa là đông nha các bạn. Nãy giờ con gái mình nhanh nhanh chờ hình như cũng khoảng 15 phút ha Lê à, ha. Bánh đắt như vậy nhá. Mà cái người chủ này á, cái người chủ này cũng dụ khách đi các bạn. Bán bánh là cho được hai cục sô cô la hả ba ha. Rồi cái con gái nó nhường cho mình nói thôi con gái ăn đi. Ông xã mình gói mình ăn. Chờ cũng 15 phút bánh đó các bạn. Vậy lắc gì có gì tụi mình ăn coi thử cho các bạn biết là ngon hay không. Trời ơi sắp hàng quá trời luôn á, hai ba hàng luôn rồi đó. Rồi bây giờ đến giờ gia đình mình đi bộ bắt đầu chuẩn bị về nhà nha các bạn. Cái giờ này bắt đầu giờ chiều rồi, cái giờ này giờ người ta cơm nước rồi người ta nghỉ ngơi, và bây giờ người ta bắt đầu người ta dẫn gia đình người ta rồi bạn bè. Và bắt đầu người ta đi ra đường, người ta đổ xô ra đường, bắt đầu rất là đông rồi nha các bạn. Hồi trưa mà gia đình mình chuẩn bị mà đi thì rất là vắng, mà bây giờ đông rồi đó. Gia đình mình trên đường bắt đầu chuẩn bị đi về nha các bạn. Đó, bắt đầu là xung quanh cái hồi cái thành trong cái thành phố này bắt đầu người ta đổ dồn ra, bắt đầu người ta đi về bộ đi chơi. Có cái đồ xích đu gì đó ba ha, đây ha, cái vòng tròn gì đây ha, đẹp quá ha. Đằng cấp khoảng một đoạn là có mấy cái xích đu điện ở trên đó, mấy đứa nhỏ chơi. Đây là tour mấy người đi du lịch nước ngoài, người ta tới thành phố này người ta tham quan nha các bạn. Người ta đi theo dạng chắc mấy người lớn tuổi đó, người hưu á các bạn. Rồi các bạn đi cùng với gia đình mình ha. Nếu mà chiều nay rảnh đi Noel với gia đình mình. Đây có con đường mà về nhà của mấy tụi mình á. Người ta dán mấy cái mà
Dream Noel. Quảng cáo nhưng mà à, gia đình mình đi bộ về tới nhà rồi các bạn. Nè cái bánh này hồi nãy bánh mới mua nè. Gái mình nó đứng xếp hàng cũng gần 15 phút đó các bạn. Nè. Bánh này nó tên là Gulf de Liège. Ở bên Bỉ á. Bây giờ tôi thử ăn ha. Xin mời ăn nha. Xin mời mọi người ăn thử cùng gia đình mình biết cái loại bánh này tại sao mà người ta xếp hàng giờ nào mà mở cửa là người ta xếp hàng đông đông nghẹt nha các bạn. Xin phép ăn trước nha. Ngon lắm. Ngon lắm hả bạn? Bởi người ta xếp hàng cực ngon quá đó. Trời ha. Rồi, đây ha. 4.50 Hiếu. Cái mà ngon. Hiếu ăn thử đi Hiếu. Hiếu ăn đi con. Nó giòn. Bởi vì người ta mới chịu khó mà thấy xếp hàng dữ sợ mấy người lớn tuổi thì con nít nè. Ngon không con? Nó để sô cô la đậu phộng. Ăn thật là ngon. Gia đình mình tới nhà rồi đó, coi như mình cũng ăn thử bánh, gia đình mình cũng ăn thử bánh cho các bạn xem ha. Thôi đến đây gia đình mình xin tạm dừng cái video này. Sắp tới gia đình mình có đi chơi ở đâu hay có cái gì mới thì tiếp tục quay cho các bạn xem, cho các bạn biết cuộc sống của người gia đình của người hưu ở Pháp ha. Bây giờ xin gia đình mình xin chào tạm biệt các cả các bạn nha. Bye bye nha. Hẹn tối nay đi chợ Noel. Nếu mà có thời gian mà đi được thì gia đình mình quay tiếp cho các bạn thưởng thức ha. Noel ở chỗ khu ở thành phố con gái mình đang ở ha. Gia đình mình xin cầu chúc cho ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn một ngày tràn đầy bình an, hạnh phúc và may mắn. Hẹn các bạn video sau nha. Các bạn nhớ ủng hộ gia đình mình nha và bấm like giùm cho gia đình mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye. Đi xuống. Chào.